xanh, trái bí xanh, theo gió trong lành cất tiếng hát vui chung. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Ngọc Hương ơi. Ủa chị Thanh. Đọc thơ hay quá. Tại vì hồi sáng á, chị Thanh dặn em á, là đi chợ nhớ mua bầu. Bởi vì ngày hôm nay chị Thanh sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày một món canh. Nè, đúng chị rồi. Xem đạt yêu cầu không? Đạt yêu cầu, nấu canh nên chọn bầu sao? Trái thon ít ruột, da màu xanh đậm và pha lẫn cái đốm trắng này thì mới là bầu ngon. Mà em được biết á, bầu sao thì nấu nước ao cũng ngọt. Không biết là ba nguyên liệu triệu món ngon trong ngày hôm nay mình sẽ sử dụng những nguyên liệu nào để nấu canh bầu đây? Hôm nay chị sẽ hướng dẫn một món ăn nấu canh bầu rất là đơn giản, dễ nấu và món ngon trong tích tắc. Hôm nay là món canh hến nấu bầu. Để thực hiện món canh này, các bạn cần chuẩn bị thịt hến luộc, đầu hành lá, thì là cà rốt, bầu sao, đầu hành băm, nước luộc hến, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Chỉ với ba nguyên liệu đơn giản là hến, bầu và cà rốt thì Ngọc Hương tin là chỉ trong tích tắc chúng ta sẽ có một món ăn ngon. Nhưng mà chị Thanh ơi, Ngọc Hương có cảm giác dường như là mình thực hiện món ăn này á cần có phải tỉ mỉ đúng không chị? Không, cũng đơn giản thôi. Các bạn nhớ chọn hến vàng ống mập tròn, sau đó chúng ta ngâm với nước muối cho hến nhả bớt cát. Và điều cần lưu ý đó là khi luộc, các bạn không có luộc lâu quá để cho hến giữ được độ ngọt và không bị dai. Dạ. Khi nấu hến, chúng ta không nên nấu quá lâu để hến không bị dai và vẫn giữ được vị ngọt. Bây giờ chúng ta ướp phần hến này với một ít gia vị. Em ướp vào đây nửa muỗng bột ngọt Ajinomoto, một ít muối và một ít tiêu. Trộn đều lên. Bây giờ thì phần bầu này các bạn gọt vỏ và chúng ta băm, sau đó chúng ta thái sợi. Đó, em thấy chưa? Dạ. Yeah. Chị Thanh biết không, cái cách thông thường á, em ở nhà em nấu canh bầu á, em hay sắc khúc á chị Thanh. Hoặc là sắc thành những cái khối vuông vuông. Đúng rồi, bầu á thì có thể thái nhiều kiểu, nhưng mà chúng ta băm và chúng ta thái như vậy khi nấu á, nó ăn nó mềm mại, nó ngon hơn. Phần cà rốt này mình cũng thái sợi em ha. Mình thái lát xuống rồi mình lại thái sợi như bầu. Phần hành và rau thì là này mình thái khúc khoảng 1 cm. Nguyên liệu thì đơn giản, còn nãy giờ thì như quý vị khán giả theo dõi là làm chỉ trong tích tắc thôi. Bây giờ thì em sẽ chuẩn bị sẵn một cái nồi để chị nấu canh. Nhưng mà trước nhất chị sẽ chuẩn bị xào hến đã. Để cho phần hến được thơm thì các bạn nhớ xào sơ phần hến này với một ít đậu hành. Rồi, phi lên cho đậu hành thơm một chút. Em đang lo lắng á, là hến mình đã luộc rồi, bây giờ mình xào sơ nữa thì liệu cái thịt hến có bị teo không chị? Không, mình phải làm thật là nhanh tay. Tích tắc thôi, 1, 2, 3. Rồi, như vậy là Hương tắt bếp giùm chị đi. Phần nước luộc hến các bạn lắng để lấy phần nước trong. Để cho món canh ngọt thì các bạn nhớ đừng quên chúng ta sẽ nêm thêm bột ngọt Ajinomoto. Chị Thanh ơi, nước sôi rồi nè chị. Bây giờ thì chúng ta cho phần cà rốt vào trước em ha. Dạ. Sau khi cho cà rốt vào cho sôi một chút á thì em cho tiếp phần bầu vào. Dạ. Em nhớ nêm vào đây một muỗng Ajinomoto và một muỗng muối. Em biết không, bầu rất là tốt cho cơ thể, đó là vì bầu có cái tính thanh nhiệt, rất là mát và thông tiểu, rồi lại nhuận trường. Wow. Món ăn á thì chúng ta chế biến trong tích tắc nè, mà với ba nguyên liệu rất là đơn giản, hến, bầu và cà rốt. Em tin là quý vị khán giả sẽ đồng ý với Ngọc Hương là sau chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ vào bếp và thực hiện món canh hến nấu bầu liền. Sau khi bầu sôi thì các bạn mới cho phần hến này vào. Chỉ cần sôi lại một dạo thôi là mình tắt bếp liền. Bây giờ thì chị việc múc canh ra tô nữa là xong. Chờ chị một chút thôi. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Bầu thì xanh, cà rốt thì đỏ cam, hến thì trắng trắng. Món canh đầy đủ dinh dưỡng và rất là bắt mắt đúng không em? Mà đặc biệt á, là chỉ trong tích tắc là chúng ta thực hiện xong món canh này. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta rắc lên đây một ít tiêu em ha. Dạ, rắc tiêu cho thơm. Rồi, đúng rồi. Và cuối cùng là hành và thì là. Dạ. Chị trang trí một cọng rau thì là ha.
Bây giờ thì chị em mình cùng thử ha. Dạ. Cà rốt và nhất là bầu sao. Bầu sao nấu nước ao cũng ngọt. Không biết là nấu với hến thì như thế nào. Để Ngọc Phương ăn thử một miếng mới được. Sao? Nước canh á, thì ngon ngọt, vừa gia vị. Hến á, thì không bị dai. Cà rốt và bầu á, thì mềm nhưng mà không có mềm quá. Đặc biệt là rất là thơm rau thì là đó chị Thanh. Đây là một món ăn rất phù hợp khi các bạn dùng món canh hến nóng này với cơm trắng. Ba nguyên liệu chịu món ngon. Quý vị khán giả thân mến, ba nguyên liệu triệu món ngon chỉ nấu trong tích tắc. Ngọc Hương hy vọng rằng món canh hến nấu bầu sẽ làm phong phú thực đơn cho gia đình của quý vị. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 930 8794. Còn bây giờ, Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.